các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi 7 trò. Đầu tiên là trò Mouse Master. Kỷ lục mới 2078 phút. Lại nha các bạn. City. Chỗ này là mình thu gom nhiều anh em, mình đi trên đường á mình càng ấy, nhiều người vô đội của mình thì mình càng mạnh lên đó, mình bắt nhiều người vô đội của mình lên xong rồi mình sẽ đi đấu với đội khác. Bởi vì ban đầu mình cần rất là nhiều người vô đội của mình đó. Khi mà mình đủ mạnh thì mình mới có sức đi đánh với những đội khác nha. Giờ mình yếu quá mình đánh những đội khác đó, bây giờ mình mạnh thì là mình ăn luôn cái đội khác nè các bạn. Bởi vì ban đầu mình phải né nó ra thôi để nó giết mình chứ. Rồi bây giờ mình mạnh thì mình đi càng quét nó. Giết hết luôn các bạn, giết đội trên đây luôn, giết nó luôn. Rồi bây giờ mình mạnh khủng lồ luôn các bạn, rồi giết đỏ luôn nè, rồi không, giết sạch luôn. Rồi bây giờ giết cái thằng bên đây luôn, nó 200 mấy chục người rồi không, mình mà không nhanh nữa là nó mạnh lên ghê lắm.
cái ban đầu quan trọng nhất, mình phải đi tụ tập anh em lại càng ngày càng mạnh lên. Rồi lẫm nó luôn. Giờ là gặp là chỉ có giết thôi các bạn. Mình năm mươi mấy rồi, tụi nó mới ba mấy rồi. Rồi kết đốt thằng đen luôn. Lục nó, chút thằng xanh luôn. Một đám hỗn độn luôn các bạn ơi. Ủa, thằng xanh còn có một mình nè, giết nó luôn. Mình thống lĩnh luôn. Mình chỉ có đi giết người thôi. Kiếm nó nhanh lên. Giết. Ôi, thằng xanh nữa kìa. Lẫm nó luôn. Rồi hốt đỏ luôn, lục hết luôn các bạn, bọc đen luôn. Giống như cơn lũ quét nữa. Giờ mình qua trò mới nha các bạn. Smart card, smart card. Nghe tiếng bô xe thấy đã không các bạn? Chết tôi. Mọi duy nhất luôn các bạn ơi. Rồi, Mr. Bullet.
chai này đi. Ghê mấy bạn, trò này nhẹ nhàng thôi, đẩy tụi nó xuống vực thẳm đó, đẩy tụi nó xuống vực thẳm chơi giết ghiền luôn mấy bạn, đừng có đẩy nó áp sát mình nha, nó xô mình xuống vực thẳm, mình phải nhanh tay đẩy nó xuống vực thẳm.
Chào này cho chưa có tên nữa các bạn. Chào này cũng khó. Ui, giỏi lên đường luôn. Mình mà không cẩn thận là mình bay ra ngoài cung trăng luôn các bạn. Chết tôi. Mình ráng chạy ngay tâm giữa, không bao giờ bị bay ra ngoài. Rồi mình xin kết thúc hôm nay tại đây nha các bạn.